con vợ ở nhà dọn dẹp, vợ siêng lắm, lao thế, lao táo này, dọn bếp, thấy chưa? Người vợ của người vợ lý tưởng. Này là thịt kho chuẩn bị làm chà bông. Đây là canh chua, cá tiêu hồng. Này, canh làm này. Chanh cô uống ngon không? Mày nóng lắm. Mày quá à. Mày chiên quá à. Chúc cô một hành đi, chúc mày một chút lên. Mày ba. Mày quá à. Chúc cô một hành đi, chúc mày bớt cơm đi. Chứ mình chưa bị dính vào.